Thưa quý vị, việc điều chuyển thêm nhiều tuyến vận tải về bến xe nước ngầm đã khiến cho nút giao Pháp Vân, cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội vốn luôn ùn tắc lại càng thêm tắc. Nhằm xóa nút thắt này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất hai nhóm phương án cải tạo với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai nhóm giải pháp gồm cải tạo nút giao và phân luồng từ xa. Đối với nhóm giải pháp cải tạo nút giao sẽ tiến hành bổ sung các nhánh rẽ từ đường vành đai 3 đi xuống và bổ sung làn rẽ phải vào đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Kinh phí đầu tư dự kiến vào khoảng hơn 423 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 255 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ xem xét sử dụng vốn dư của dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ theo hình thức BOT. Đối với nhóm giải pháp phân luồng từ xa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất 3 hạng mục đầu tư xây dựng bổ sung đường kết nối từ nút giao vành đai 3 đi ra đường Tân. Đây là phương án giải pháp hiệu quả nhất, đặc biệt khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang khẩn trương nghiên cứu và xây dựng hoàn thiện đường dự án vành đai 2,5 theo quy hoạch.